Diện tích bao nhiêu anh? Diện tích 3 mẫu. 3 hecta. À, suối thác chảy giữa vườn luôn. Mình đi vô trong đó được không anh? Được. Có đường nào đi vô trong đó không? Thì đường vườn nó bằng, cứ đi vô thôi, nhưng mà tí mình đi lên trên kia mình qua xuống. Dạ, bây giờ đi em ra. Đá nó đứng là nhìn thấy bên dọc. Mình không lên trên đường. Làm cây sầu riêng đó luôn hả? Cái eo đấy là đó, có cái giáp ranh đấy. Đấy là cây sầu riêng là giáp ranh. Cái chuối này của mình luôn. Chuối mình hết. Rồi, bên đây dọc bên đây cái đồi này. Lên đấy, cái hàng bơ trên kia. Lên đồi cái hàng bơ tuốt bên kia đúng không? Ok. Đây là mặt tiền chạy giữa đường luôn đúng không? Chạy giữa vườn. Ok. Vậy là nó hai mặt tiền. Suối chạy giữa vườn nè quý vị. Rồi, đây đường ở giữa vườn luôn. Đó, thác nước giữa vườn luôn, 3 hecta, vị trí đất này rất là đẹp luôn. Đất trồng cà phê, bơ, sầu riêng, nói chung là nhiều loại cây ăn trái lắm. Đây có cái thác nhỏ ở trong vườn, rất là đẹp. Sầu riêng, cà phê, bơ, sầu riêng trồng sen canh này, sầu riêng đây nha. Đây cho mọi người xem, bây giờ đi về nguy hiểm quá, dễ sầu riêng dễ rụng như đầu. Đây cho mọi người coi cái thác, đây là cái thác ở giữa vườn, đó một cái ao phía trước nữa. Có một cái ao kìa, cái ao nước trong xanh luôn. Đó. Từ cái cây sầu riêng bên kia lên cái đồi. Đây có cái nhà, đây nhà đây. Nhà cấp 4. Rất là đẹp luôn. Đây thực sự nếu mà làm view nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời luôn. Cây sầu riêng nè mọi người. Một cái vườn này rất là đẹp. Thực sự là mình cũng thấy là thực sự rất là thích. Con đường nó chạy vào giữa vườn. Rất là dài mặt tiền, nó gần 200 mét mặt tiền giữa vườn. Nó có hai mặt tiền, một mặt tiền đường lớn nữa. Đây này. Cái cầu cái đường giữa vườn luôn. Đất nó chia làm hai bên. Rất là đẹp. Bên này luôn, hai bên qua dọc đồi bên kia đó. Giờ tôi qua review bên kia nữa. Đấy, sầu riêng rất là hấp dẫn luôn. Đồng đội giờ mới được ăn sáng đây, mình sáng mình làm rồi. Để tôi cần không. Đây là cái mặt tiền chạy dọc đường nha, rất là dài luôn, qua tút bên cái hướng bên kia thì nó tầm hơn ngoài 200 mét. Đó, và đây là cái suối chạy giữa vườn nha, suối dài mấy trăm mét luôn, khoảng suối nó chảy giữa vườn khoảng 1000 mét mặt tiền suối hai bên nha, mỗi bên 500 mét mặt tiền đó. Cái này có thể là mình chia ra hai bên mình làm cũng được. Đây mặt tiền ở giữa đây, bây giờ tôi sẽ lên tôi lấy cái mặt tiền phía trên.
Đây là mặt tiền phía trên nè, ngay cây trụ điện đó anh. Mặt tiền nó từ cây trụ điện lên đó. Tại đất này nó bằng, nó triền nhẹ chứ mình không có cái view để mình nhìn hết cái được cái khu vườn được. Đó. Nó triền. Ở trong vườn mà có một cái có khoảng 1.000 mét suối chạy giữa vườn và một con đường chạy giữa vườn nữa. Đó. Nó chia cái thửa đất của mình nó ra làm bốn, giống như là cái suối và con đường nó thành một cái dấu cộng á, nhìn rất là đẹp, có một cái ao lớn rất là xanh luôn. Đất ở đây triền bằng nhẹ thôi chứ bằng chứ nó không có dốc như những cái quả đồi khác, mà sát đường luôn, sát đường liên xã. Từ đường liên xã vào đây thì khoảng chừng 300-400 mét thôi. Đất trồng cà phê, mít, bơ, chuối, sầu riêng, đầy đủ các loại cây ăn trái luôn. Anh chị em quý khách nè mà cần thì liên hệ cho mình nha, làm việc chính chủ luôn, giá rất là hợp lý luôn. Suối thì chảy theo hết cái dưới chân này luôn. Toàn cảnh khu vực 3 hết suối chảy giữa vườn đây. Có thác luôn. Ranh giới của nó là bên mép chuối nhiều. Mép chuối nhiều đó chảy qua bên này. Đó. Cái nhà sau lưng của cái nhà đỏ đỏ đó là giật về là của bên này đúng không anh? Đúng rồi. Đó, là nguyên cái khoảnh trên đó. Cái hàng bờ đấy. À, đây cà phê này của nó luôn phải không anh? Cà phê của nó hết luôn. Rồi. Ồ, cái bụi đưng này là của người ta hả? Đúng rồi, cái đấy là cái suối đấy, cái suối là bên này họ để bẩn ấy, bên kia họ phát sạch. À. Cái suối nó chảy theo cái... Đây là dọc cái mé suối chảy vô đây. Thì cái mặt tiền suối này nó khoảng chừng là chiều dài của cái đoạn suối trong vườn thì nó khoảng tầm 500 mét. Có thác.